Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đấy. Vậy nên nếu như các bạn đã tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị Hiên nha, được không nào? Các em thân mến, trong chuỗi hành trình chữa những cái đề trọng tâm cùng với các bạn, Ngày hôm nay, chị Hiên lại tiếp tục có mặt cùng với các bạn trong buổi học này để trao đổi cùng với chúng mình về một đề bài cực kỳ trọng tâm liên quan tới thiên tùy bút Người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và nếu như chúng mình đã đang có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? À, sáng nay em mới thi tử ra sông đà <laughs> Khổ thân nhở à, Thế thì đã xem cái phần buổi trước chị Hiên chữa bài chưa? các bạn có biết là buổi trước là chị Hiên chữa về uh, hình ảnh con sông Đà không? Không biết là các bạn đã theo dõi chưa? Đó là con sông Đà với cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua cái trích đoạn đầu tiên á. Rồi xin chào, xin chào tất cả các em, xin chào Hồng Thắm, xin chào Trâm Anh, xin chào tất cả các bạn. Rồi các bạn ơi, xin chào Quế, xin chào Hồng, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay và chị nhìn thấy một bạn có nick Facebook là người lái đò sông Đà luôn ạ. À. <laughs> rồi các em ơi, không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể sẵn sàng để chúng ta quay trở lại với cái đề ngày hôm nay hay chưa? Năm nay chắc ra sông Đà rồi chị ơi. Em đã sưu tầm được 3 bài của chị Hiên. Ngày hôm nay sẽ là bài thứ tư đây. <laughs> rồi ok. Xin chào Minh Anh nhá. Xin chào Hà Trang xin chào tuyết, xin chào tất cả các bạn. các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? nghe chị giảng chiêu chiêu à? <laughs> thế là à, vào tìm học văn chị hiên nghe giảng bài là để chiêu chiêu chứ không phải là để học à? ui trời ơi, u là trời rồi ạ. À. xin chào hà rồi nhất trí. nếu như bây giờ các bạn à buổi trước em ốm mà rồi ok vậy thì tham gia ngay trong buổi ngày hôm nay nha. xin chào khánh vân, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, nếu như bây giờ các bạn đều đã sẵn sàng để chúng mình đến với đề bài ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chữa một cái đề mà chị nói với các bạn nhá. Đây là một cái đề siêu quan trọng luôn. Xin chào Quỳnh Hương ạ, à, xin chào em nhá. Rồi, fan cứng của chị Hiên luôn à? À, nhất trí nhá. Nào, ui hôm nay em vừa thi đề này á? <laughs> Trời ơi, không thể tin nổi. Giá mà chị Hiên chữa cái đề này hôm qua nhở Hoàng Lan nhở Thì có phải là hôm nay mình đi thi mình gọi là yên tâm hơn rất nhiều không? Các bạn ơi, nào Các bạn đã đã sẵn sàng để chúng mình cùng chữa đề ngày hôm nay chưa? Sao lại sông đà mãi khó? Sông đà mà những bạn nào đã học cùng với chị rồi thì không còn thấy khó nữa nha Mà thậm chí là chúng ta sẽ cảm thấy rất là yêu con sông này Bởi vì đây thực sự là một con sông rất là đẹp Được không ạ? À? Đây là một con sông rất là đẹp Rồi, À, mai em thi thử lần hai chị đoán đề đi thôi Chị không dám đoán đề đâu Tú Nhi ơi <laughs> Đừng bảo chị Yên đoán đề nhá Được không ạ? Đừng bảo chị Yên đoán đề Rồi Các bạn ơi! Bắt đầu nhá Bắt đầu nhá À hẹn chị trong khóa học 10 ngày Yes! Ok! Hằng Phương ơi! Hẹn em trong khóa học 10 ngày Chắc chắn là em sẽ yêu lại kiến thức nền từ đầu Chị đảm bảo luôn Và hãy giữ cái tinh thần như thế này Hàng Phương nhá được không ạ? À? Hẹn em trong khóa học 10 ngày đã đăng ký rồi đúng không? Ừ. Uhm. Thế còn bạn nào chưa đăng ký khóa học 10 ngày thì phải đăng ký ngay đi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai thôi là hết ưu đãi rồi đấy. Đừng có bỏ phí nha. Rồi ok, bắt đầu thôi, bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Các bạn đều đã sẵn sàng rồi, các bạn đều đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau chữa cái đề bài mà chị Hiên đã chuẩn bị trong ngày hôm nay nhé. Đề bài của chúng mình như sau ạ. À, nếu như cái đề bài trước về sông Đà thì chúng mình đã cùng với nhau đi tìm hiểu về hình tượng dòng sông Đà rồi. Thì trong đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về hình tượng ông lái đò sông Đà các bạn nhé. Các bạn thân mến, khi chúng ta đến và tìm hiểu về nền văn học Việt Nam hiện đại, chắc hẳn rằng chúng ta sẽ không thể nào quên đi được hình ảnh của một nhà văn Nguyễn Tuân với cái sự ngông nghênh kiêu bạc tài hoa và uyên bác đúng không ạ? Một nhà văn mà đã từng đưa ra một cái lời tuyên bố rằng là lòng kiêu hãnh thì đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Và chính bởi cái điều đấy mà người nghệ sĩ ấy đã tạo ra những cái điều rất là riêng trong những tác phẩm của mình. Và để rồi khi chúng ta tìm hiểu về sông Đà, chúng ta đã bị ấn tượng bởi hình ảnh của một con sông mang trong mình vẻ đẹp vừa hùng vĩ hung bạo, vừa thơ mộng trữ tình và bên cạnh một hình tượng sông đà đã trở thành một cái sinh thể có linh hồn trong trang viết của nguyễn tuân thì chắc hẳn rằng các bạn cũng không thể nào quên đi được hình tượng ông lái đò sông đà và đề bài của chúng mình sẽ là đề bài như sau cho đoạn trích nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi ông đò ghi cương Lái bám chắc lấy luồng nước mà phóng nhanh vào cái cửa sinh mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá. Bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định à, định gì ạ? À? à định lôi, định lôi thuyền, thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử, ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Đứa thì ông rảo mà bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền. Chỉ còn vẳng xeo tiếng hò của sóng thác luồng sinh, chúng vẫn không ngớt khiêu kích. Mặc dù cái thằng đá tướng đứng chiếm ở cửa đã tiêu nghỉu, cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh chúng vào cửa sinh, nó trấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa, ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở trạng ba này lại nằm ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác cứ phóng thẳng thuyền chọc thùng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép, vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên che xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được. Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ, sông nước lại thanh bình. Đêm ấy, nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ cá rầm xanh về những cái hầm cá hang cả mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi tủa ra tràn đầy cả ruộng cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi và đề bài của chúng ta là anh chị hãy phân tích hình ảnh người lái đò sông đà trong đoạn trích trên từ đó nhận xét về cái nhìn của nhà văn nguyễn tuân đối với người lao động trong cuộc sống mới được không ạ à? các bạn ơi đây chính là cái đề bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau làm và các em cũng biết rằng đã rất lâu rồi thì đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta chưa có sự xuất hiện của thiên tùy bút người lái đò sông đà và năm nay đây thực sự là một cái tác phẩm rất là đáng để chúng ta chú ý và trọng tâm ôn tập trong cái tiến trình chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vậy nên chị thì chị nghĩ rằng nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy cố gắng để tiếp nhận mọi thông tin chị hiên đưa ra bởi vì biết đâu đây sẽ là một cái đề rất gần với đề thi trung học phổ thông quốc gia thì sao và nếu như đề thi trung học phổ thông quốc gia mà may mắn vào cái đề này thật thì chị đảm bảo rằng các bạn chắc chắn sẽ phải nói một cái lời cảm ơn không phải là cảm ơn chị mà chính là cảm ơn chính bản thân các bạn ngày hôm nay đã kiên trì vượt qua gì ạ vượt qua cái sự lười biếng của mình vượt qua các đối thủ vẫn còn đang mải mê lướt điện thoại lướt tiktok thì bây giờ các bạn đang có mặt ở đây để học một cái bài rất là trọng tâm với một cái đề rất là trọng tâm thế nên là các bạn ơi kiên trì sẽ tạo nên thành công kiên trì sẽ tạo nên may mắn vậy nên hãy kiên trì ở lại đây để chúng ta cùng với nhau hướng dẫn về cái đề bài này nhá các em nhá ok chưa ạ rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xác định những cái yêu cầu ở trong bề, đề bài này. Thì các bạn sẽ thấy là yêu cầu chính của chúng ta. Hình thức thì sẽ là bài văn rồi nhá, cái này các bạn đều đã rất là rõ rồi. Thì ở đây chúng mình sẽ có là yêu cầu chính nhá. Thì sẽ là gì? Sẽ là phân tích hình ảnh người lái đò và các bạn thấy nếu như mà soi vào cái đoạn trích trên thì các bạn sẽ thấy được những cái vẻ đẹp của ông lái đò, đúng không ạ? Ở trong cái đoạn trích trên đó là một cái vẻ đẹp trí dũng và tài hoa, đúng không ạ? Thế nhưng cũng có ở đó là hình ảnh của con người lao động bình dị. Các bạn ơi, các bạn đều biết rằng là nếu như trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đó là cái thời điểm mà bản thân Nguyễn Tuân bất mãn với thời cuộc và dường như người nghệ sĩ lúc bấy giờ mất phương hướng. Ông ấy đã thể hiện cái lòng yêu nước của mình bằng cách tìm về với những cái vẻ đẹp của một thời vang bóng, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà cách mạng đến, năm 1945 đã thực sự trở thành một cái gì ạ? Một cái cột mốc. Đã trở thành một cái tấm bản lề lịch sử để bản thân Nguyễn Tuân có được một cái cuộc lột xác kỳ diệu và chúng ta đều biết rằng là sau đấy nguyễn tuân vẫn kiên trì với sự nghiệp viết về cái đẹp của mình chủ nghĩa xê dịch của mình thế nhưng tất cả những gì mà nguyễn tuân thể hiện trên trang viết bây giờ lại là cái đẹp của hiện tại và các bạn đều thấy rằng cái đẹp của hiện tại ở đó nhà văn tìm thấy cái đẹp ở cảnh sắc quê hương đất nước đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng là gì ạ nguyễn tuân là nhà văn của núi cao vực sâu thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ và bên cạnh đấy thì chúng ta thấy rằng là gì? Những cái con người tài hoa nghệ sĩ xuất hiện trên trang văn của Nguyễn Tuân bây giờ là con người của hiện tại. Đó là những cái con người lao động bình dị và cái điều đó, cái cuộc lột xác ngoạn mục của Nguyễn Tuân đó, chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trong thiên tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Hãy chú ý giúp chị điều này nhá. Được không? Thì đây sẽ là cái yêu cầu chính và cái yêu cầu nâng cao hay nói cách khác là cái yêu cầu phụ mà chúng ta cần phải giải quyết ở đây đó là gì? Nhận xét về cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân gì ạ? À? Của người lao động trong cuộc sống mới. Đó, xác định được cái này. Hãy giúp chị hiên tác thêm những người bạn bởi vì chị tin chắc chắn rằng đây rất có khả năng sẽ là một cái phần phát trực tiếp mà các bạn cực kỳ cần. Thế nên tiếc gì một chia sẻ, tiếc gì một cái cái một cái phần tác những người bạn của mình vào đây cho chị Hiên đúng không? Khi mà chị đang gọi là sụp sôi cùng với các em như thế này thì các em cũng phải sụp sôi lên chứ. Được không ạ? À? Rồi, thì đây sẽ là cái yêu cầu chính và đây sẽ là cái yêu cầu phụ nhá. Được chưa nào? Hình thức thì là bài văn không giới hạn về dung lượng bài viết. Được chưa ạ? À? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần quan trọng nhất. Đó chính là cái phần gì ạ? À? Hướng dẫn phân tích chi tiết Buổi hôm trước Chiên có nói với các bạn rằng là chúng ta có một cái cấu trúc mở bài mà có thể sử dụng cho nhiều dạng đề khác nhau đó là cấu trúc mở bài về gì nhỉ? À, về không gian nghệ thuật của người nghệ sĩ, đúng không? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Nhà thơ chế Lan Viên đã từng thiết tha bày tỏ thay vì việc rằng là viết rằng là nhà thơ chế lan viên đã từng nói nhà thơ chế lan viên đã từng viết thì bây giờ tôi dùng một cái cụm từ khác đi để làm cho cái diễn đạt của tôi nó gì ạ à làm cho cái diễn đạt của tôi nó sinh động hơn thì ở đây các bạn sẽ thấy này nhà thơ chế lan viên đã từng thiết tha bày tỏ khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất đã hóa tâm hồn trong quá trình sáng tác mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về sử dụng câu này cho những cái cấu trúc buổi trước chị hướng dẫn nhớ chưa trong trường hợp bí đây cũng là một cái ý tưởng mở bài rất là ổn áp cho chúng ta đấy ạ à. ok chưa nào trong quá trình sáng tác mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về à bây giờ mình sẽ làm nên cái sự khác biệt này các bạn ơi bởi vì chúng ta nói rằng là bản thân nguyễn tuân là một nhà văn vô cùng đặc biệt mà vậy thì cái sự đặc biệt đó được thể hiện như thế nào các bạn này ấy vậy mà đến với nguyễn tuân ta dường như có cả một tấm bản đồ việt nam trong những chuyến hành trình không mỏi được không ạ à? đây là cái phần mở bài mà hôm trước chị cũng đã định hướng cho các bạn để các bạn có thể viết theo cách này rồi trên hành trình khám phá thẩm mỹ ấy cảm quan thiên nhiên đất nước thiên tha hiếm có đã giúp cho nguyễn tuân vẽ nên một bản đồ việt nam đúng không ạ bằng ngôn từ thật đặc sắc đất nước như trải dài theo mỗi bước chân của nhà văn từ mũi lũng cú tột bắc đến huyện đảo nơi biển khơi nghe gió than uyên mà vẫn nghe tiếng rội cà mau ấy có nhật ký lên mèo lại có những trang viết về thăm đất lửa quảng trị và cảnh vật hiện ra với vẻ đẹp hiền hòa thơ mộng cùng với vẻ khắc nghiệt dữ dội có những nét hiện thực trần trụi và cả những nét mơ màng mờ ảo và đó là chính là gì ạ ấn tượng nhất với bạn đọc có lẽ chính là mảnh đất tây bắc được tái hiện qua thiên tùy bút đấy kiểu như vậy thì đây cũng sẽ là một cái cách khá là hiệu quả để các bạn có thể mở bài hoặc nếu không nhá thì các em có thể chủ động sử dụng À, cái phần mở bài đây đã lần thứ ba chị nhắc ở trong cái chiến dịch này rồi được không ạ à? hãy chú ý giúp chị nhá đây đã là lần thứ ba chị hiên nhắc trong chiến dịch này rồi được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá đây đã là lần thứ ba chị hiên nhắc nhá đây đã là lần thứ ba chị hiên nhắc tới cái cách mở bài này và cũng là một cái cách mở bài mà các bạn rất là thích luôn được không ạ à? đây cũng là một cái cách mở bài mà các bạn rất là thích luôn ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ, giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như Văn cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông lô hùng tráng, nếu Hoàng cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nếu Hoài vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông vàm cỏ tha thiết chợ phù sa. Thì Nguyễn Tuân lại song hành cùng sông Đà Đi vào trái tim của bạn đọc qua tùy bút Người lái đò sông Đà Và để lại ấn tượng với bạn đọc là hình tượng ông lái đò sông Đà như thế nào đấy Kiểu kiểu vậy Ok chưa ạ? Hay ở đây nhá Chúng ta có một cái cách mở bài khác Cũng là một cái cách mở bài khá là hay ho Các bạn có thể thử áp dụng Được chưa ạ? Ngày hôm nay đang xem phần phát này mà không thả tim cho chị Hiên là chị Hiên buồn này Giận nha, giận là mai Mai không phát nữa nha <laughs> Không thả tim là giận nha à, Gần 400 người xem mà chẳng chịu thả tim với chị Hiên gì cả Giận nha, mai không phát nữa nha <laughs> Rồi các bạn ơi, đây Chúng mình sẽ có, đấy Vừa nói xong cái tim ngập trời luôn này Trời ơi, đấy, thấy chưa Có mỗi cái việc là thả tim bày tỏ tình cảm thôi mà Cũng lười quá à. <laughs> Chúng mình ơi, các bạn Một cách mở bài khác nhá Đi từ tác giả Nguyễn Tuân như sau. Có lần tôi nghe Nguyễn Minh Châu khẳng định về Nguyễn Tuân rằng Nguyễn Tuân là định nghĩa, một định nghĩa về người nghệ sĩ. Toàn bộ cuộc đời cũng như gần 5.000 trang viết của ông đã tạo nên một huyền sử. Huyền sử của một con người ưa lối chơi độc tẩu. Bởi khi ta lật mở từng trang viết của Nguyễn Tuân, bởi khi ta lật mở trang viết của nhà văn Nguyễn Tuân, không khó để nhận thấy lối chơi độc tấu ấy. Đó là những con người phi thường, những cảm xúc dữ dội, mãnh liệt, những khung cảnh ấn tượng nơi thác gành, rừng thiêng, núi cao, bão gió. Và tất cả đều được thâu tóm qua lăng kính vạn hoa nhiều ngành nghệ thuật và diễn tả bằng ngòi bút sắc bén, ngang tảng. Dường như, cá tính không thể trộn lẫn ấy nảy sinh từ cần tắc, từ chăn trở khôn nguôi trên hành trình đi tìm cái đẹp của một con người rất mực tài hoa và người lái đò sông đà được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của lối chơi ấy. Với khát khao truy tìm chất vàng 10 của tâm hồn Tây Bắc, thứ vàng 10 đã được thử lửa. Nguyễn Tuân đã viết lên bài ca, ca cuộc sống của con người và thiên nhân Tây Bắc với nhiều nét độc sáng gì ạ với nhiều nét độc sáng tạo mới lạ. Điều biểu cho con người Tây Bắc là hình ảnh ông lái đò trên dòng đà sang, được thể hiện qua thiên tùy bút người lái đò sông đà khắc họa đậm nét trong đoạn nắm chặt trích cái đoạn đó ra để rồi chúng ta càng thêm yêu mến cái nhìn của nhà văn nguyễn tuân đối với con người lao động trong cuộc sống mới ví dụ là như vậy thế thì bên cạnh những cái phần mở bài đi từ đề tài thì chúng ta có thể chú ý là chúng ta cũng có thể đi từ những cái thông tin liên quan tới tác giả các bạn nhé chúng ta hoàn toàn có thể đi từ cái thông tin liên quan tới tác giả ok chưa ạ thì đấy là cái phần mở bài Cũng là một cái cách khá là hay Mà các bạn có thể sử dụng Các em ơi phải đến với khóa học 10 ngày của chị đi Trời ơi Đó sẽ là một cái không gian Để các em được sáng tạo Để các em được lắng nghe Để các em được chìm vào những cảm xúc của văn học Để các em một lần nữa yêu văn học hơn Và để các bạn có được Những cái phần mở bài thật là độc đáo Thật là hay, thật là đúng Được chưa ạ? Chị ơi, chị like bài vợ chồng A Phủ chưa? À, bài đấy thì hôm qua là chị Dương đã like rồi và ngày mai thì chị có dự định là chị sẽ phát thêm cả một cái đề về vợ Nhặt nữa được không ạ à? Ngày mai thì chị có ý định là chị sẽ phát thêm một cái đề về Vợ Nhặt cũng là một cái tác phẩm siêu 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 trọng tâm luôn Thế nên là ngày mai ai mà có lịch hẹn với chị Hiên thì nhớ gặp chị Hiên ở trên fanpage lúc 22 giờ30 nhé ok chưa ạ Đấy là cái phần mở bài nhá Có nhiều ý tưởng lắm ở trong phần mở bài này thì quan trọng nhất là ý tưởng nhá quan trọng nhất là ý tưởng sau đó chúng ta dùng những cái lời văn của mình để chúng ta tái hiện nó lại trên trang viết được chưa nào và các bạn ơi chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái trích đoạn để cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của ông lái đò sông đà và bây giờ chúng ta lại ngay lập tức quy về cái đề bài phân tích trích đoạn ở đây là gì ạ? Luận điểm 1 chị Hiên không nói nữa nhá. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với cái luận điểm số 2, luận điểm quan trọng nhất đó là luận điểm phân tích. Thì các bạn hãy chú ý là phân tích trích đoạn ở đây bây giờ đã được quy về dạng đề đó chính là phân tích một cái hình tượng. Được không nào? Đó sẽ là cái dạng đề phân tích một cái hình tượng các bạn nhé. Ok chưa ạ? Phân tích một hình tượng nhá. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta bao giờ cũng thế sẽ phải có ý đầu tiên, đó chính là giới thiệu về hình tượng ông lái đò sông Đà. Nhá. Giới thiệu về hình tượng ông lái đò sông Đà. Các bạn nhớ chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này để một lát nữa các bạn có thể nhắn tin về và nhận tài liệu này chúng mình nhá. Nhớ giúp chị Yên một thao tác rất nhỏ đó thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về ông lái đò sông Đà nhá. Các bạn như thế này ạ. Ông lái đò hiện lên là một ông lão đã 70 tuổi với ngoại hình thật đặc biệt. Tay ông lêu nghêu như cái xào. Chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuống lái trong tưởng tượng. Giọng ông ào ào như tiếng nước mặt gần sông. Nhãn giới của ông cao vời vợ như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào đó. Nguyễn Tuân chỉ bằng vài nét khắc họa, cũng đủ để chạm khắc vào tiềm thức, cũng đủ để chạm khắc vào tiềm thức của bạn đọc về một hình ảnh ông lái đò gần gũi, một con người sinh ra và lao động trên sông nước, một con người suốt đời chiến chiến đấu với thác, đá, sóng, nước của sông Đà để tồn tại và dựng xây quê hương Tây Bắc. Đây chính là những phần nhận xét, đây chính là những phần bình luận. Được không ạ? À? Đây chính là những phần nhận xét và đây chính là những phần bình luận ạ. À. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Được không nào? Ok chưa ạ? À? Đây ạ, à, sông nước Thác đá nơi đây đã đẽo gọt lên hình ảnh của một con người dẻo dai khỏe mạnh. Có lẽ đó cũng chính là sự hồi âm của người lao động. Đó cũng chính là sự hồi âm người lao động chăm chỉ ấy đã nhận được từ lòng yêu và gắn bó với công việc của mình. Và giữa cung cảnh thiên nhiên sông Đà hùng vĩ đầy nguy hiểm và hung bạo ấy, Nguyễn Tuân đã tô đậm vẻ đẹp tài hoa trí dũng của ông lái đò qua cuộc vượt thác đầy nguy hiểm. Một trận chiến dữ dội của con người và thiên nhiên người lái đò bé nhỏ cùng với chiếc thuyền mỏng manh đối chọi với thiên nhiên sóng nước hung bạo một cuộc chiến không cân sức nhưng con người trí dũng ngoan cường tỉnh táo khéo léo đã có thể đưa con thuyền an toàn vượt ra khỏi trùng vi thạch trận trên sông đà một cách ngoạn mục được không nào và ngay từ ấn tượng đầu thì nguyễn tuân đã bộc lộ những cái cảm hứng ngợi ca khẳng định vẻ đẹp hình tượng nhân vật một vẻ đẹp hoàn hảo trong niềm yêu mến và ngưỡng mộ của nhà văn ví dụ là như vậy chúng ta giới thiệu khái quát về hình tượng ông lái đò sông Đà được chưa ạ ở đây thì thấy các bạn còn đang đề nghị là chị ơi chị phải chữa vợ chồng A phủ đêm đông đi chị ơi chị phải chữa tác phẩm này tác phẩm kia đi Ôi trời ơi, các bạn thấy không ạ? À? Các bạn đang có rất là nhiều những cái mong muốn từ chị Và có lẽ là các bạn đang bị nghiện Cái việc là chị Hiên chữa đề hàng ngày rồi đúng không? Có phải các bạn là những người đang gọi là bị nghiện Cái việc là cứ 10 ba 30 chị Hiên chữa đề rồi đúng không? <laughs> Nhưng mà các em có biết thông tin gì chưa? Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng chúng ta cùng với nhau chữa đề Trong cái chiến dịch 5 ngày liên tiếp đấy các bạn ạ à. Rồi, bây giờ sẽ là phân tích trích đoạn nhé thế thì các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta phải quay lên trích đoạn để chúng ta tìm những cái ý về ông lái đò sông đà vì các em biết được rằng là trong cái trích đoạn này là bao gồm cả hình tượng con sông đà hung bạo đúng không ạ và cả hình tượng ông lái đò sông đà đồng nghĩa với việc là chúng ta không phải là ngồi đây để phân tích toàn bộ tất cả những gì đang có ở đây mà trọng tâm của chúng ta là phải tìm ra những ý về ông lái đò sông đà chứ đúng không ạ và chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phân tích trọng tâm vào đó chứ. Được chưa nào? Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy này thứ nhất nhá. Đó là ông để nắm được cái luồng đúng không ạ? Nắm chặt lấy được cái bữa, cái bờm sóng đúng luồng rồi. Đấy, lái miết. Đấy, đây là câu đầu tiên này. Ok chưa? Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rào bơi trèo lên, đứa thì ông chặt đè sấn lên chặt đôi ra để mở đường tiến. Đấy, đúng chưa ạ? sau đó thì cứ phóng thẳng cái thuyền chọc thùng đúng không ạ đó ok chưa sau đó bắt đầu chúng ta sẽ thấy có một cái câu để tách biệt hai cái đoạn này đồng thời cho chúng ta thấy được là ông lái đò sông đà được thể hiện gì ạ ông lái đò sông đà được đặt trong hai cái hoàn cảnh tách biệt nhau đó là hình ảnh ông lái đò sông đà trong cuộc chiến và ông lái đò sông đà sau khi bước ra khỏi cuộc chiến đúng không thế thì ở đây một cái câu thông báo này thế là hết thác Đúng không ạ? Sau đấy thì chúng ta sẽ có đó chính là hình ảnh những cái người lái đò sông người, những cái người trên trên con thuyền ấy, đêm ấy, nhà đò đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá hầm, cá gì ạ? À? Cá rầm xanh cá anh Vũ. Đó, không ai bàn tán thêm một lời nào về chiến thắng vừa qua nơi cửa ải, nơi cửa ải nước đủ tướng, tướng giữ quân tận vừa rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là các bạn bóc tách các ý như vậy sau đấy thì cũng giống như những cái buổi hôm trước chị hiên đã hướng dẫn đó là các bạn sẽ lần lượt các bạn làm rõ từng cái ý đấy cứ dẫn chứng đi kèm với gì dẫn chứng đi kèm với những cái phần bình luận phải không ạ à? nhá được không nào hãy chú ý giúp cho chị được không ạ hãy chú ý giúp cho chị nhá đó là chúng ta sẽ để ý tới việc đó là cứ dẫn chứng sau đó đến bình luận hoặc bình luận xong thì đưa dẫn chứng ra nhưng phải bám thật là sát và dí và ngữ liệu được cung cấp ở trên đề bài nhá Ok chưa nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có này Những vẻ đẹp phẩm chất của người lái đò đều được Nguyễn Tuân tập trung ở phân cảnh vượt 3 trùng vi thạch trận trên sông Trước tiên là vẻ đẹp trí dũng rõ ràng nó ra Được không nào? Rõ ràng ra Viết theo kiểu diễn dịch ý Được không nào? Sau đó bắt đầu dùng các cái ý để làm rõ ở đây Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Bắt đầu nhá nó được thể hiện rất rõ khi Nguyễn Tuân đặt tương quan lực lượng của cuộc vượt thác một bên là thiên nhiên rộng lớn dữ dội và hung bạo. Đúng không ạ? Đối lập với đó, con người chỉ là một người lái đò bình thường, không có phép màu, cũng không có sức mạnh phi thường, chỉ có trong tay con thuyền và mái chèo nhỏ bé giữa muôn trùng sóng nước. Qua đó, qua tương quan đó, vậy là cái ý đầu tiên chị làm rõ ở đây, trước khi mà đi phân tích, phải không ạ? trước khi mà chị đi phân tích đó là chị làm rõ cái gì nhỉ các bạn nhở đó là chị làm rõ cái gì đấy đó là chị làm rõ cái gì nhở à đó là à, chị làm rõ về à, cái tương quan lực lượng đã nhá chị làm rõ về tương quan lực lượng ở đây đã ok chưa nào thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì ạ thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là cái tương quan lực lượng này cũng rất là quan trọng bởi vì chúng ta chưa có cụ thể đi phân tích vào cái ý nào trong này cả nhưng mà chúng ta đang làm rõ được cái gì đây ạ? À? Chúng ta đang làm rõ được cái trước tiên đã. Ok chưa nào? Cái trước tiên đã. Rồi, sau đấy thì các bạn sẽ thấy này, qua tương quan đó để khẳng định sự chiến thắng của người lái đò không phải chỉ do sức mạnh thể chất mà còn do sức mạnh của trí tuệ và tâm hồn con người. Được chưa ạ? À? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có này bắt đầu nhá, bắt đầu đến các cái ý chính trong đoạn trích nhá. Có nhiều bạn hôm nay mới biết đến chị, buồn ghê á. Thế là biết đến chị hiên muộn rồi còn chi nữa rồi. Đoạn trích đang đề cập trọng tâm tới vòng vây thứ hai của thạch trận, trong số ba trùng vị đầy biến ảo mưu mô tính toán của bọn đá bọn nước trên sông Đà. Được không ạ? À? Tức là đây là trùng vi thứ hai và trùng vi thứ ba các bạn nhé. Đấy, trước tiên là phân tích trùng vi thứ hai trước. Sau một tí nữa ý sau mới phân tích trùng vi thứ ba. Vậy thì chúng ta có thể xác định này cái đoạn mà chúng mình cần làm rõ ở đây á đó, đó chính là một cái đoạn nói về vẻ đẹp của con sông đà À chị xin lỗi, vẻ đẹp của ông lái đò sông đà qua cái cuộc vượt thác Nhưng mà được cụ thể hóa qua trùng vi thứ hai và trùng vi thứ ba Các bạn nhá, được không ạ? À? Qua trùng vi thứ hai và trùng vi thứ ba Các em nhớ chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích trùng vi thứ hai trước nhá Thế nhưng con thuyền của ông đò không giữ một cách yên nhịp mà cũng đầy biến ảo trong cách ứng phó để chinh phục dòng sông không chỉ dũng mãnh kiên cường mà còn thể hiện sự thông minh của một người lái đò dày dặn kinh nghiệm người nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá người đã thuộc quy luật của dòng sông thác đá đến với trùng vi này con sông đà tăng thêm nhiều cửa tử hơn cửa sinh lại bố trí lệch qua bờ phía hữu ngạn ở trận đánh ông đò đã đổi chiến thuật những cái lời bình này Ông quyết định đánh phủ đầu với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Con thuyền được ông chèo lái thay đổi nhịp liên tục. Đấy, bắt đầu trích dẫn chứng. Nắm chắc được cái bờm ông ghi cương phóng nhanh lái miết tốc độ nhanh vô cùng. Được không ạ? À? Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng con sông đà nào đâu phải dạng vừa. Chúng xô ra. Nếu chiếc thuyền vào tập đoàn cửa tử, ông đò vốn đã hiểu rất rõ về con sông quanh năm làm mình làm mẩy với người dân Tây Bắc này nên đã cảnh giác sẵn. Đứa thì ông tránh mà rào bơi trèo, đứa thì ông đè sấn lên chặt đôi ra để mở đường tiền. Chiếc thuyền của ông nhờ tay lái, lão luyện nên linh hoạt trong từng động tác, vừa lái được, lượn được. Có thể thấy trong tay ông lái đò, mái trèo không chỉ là một công cụ lao động, mà còn là một cây đũa thần để ông ổn định thế trận. Vì ông đã truyền vào mái trèo ấy là tất cả sự tài tình của một người nghệ sĩ đặc trắc trong những trang văn của Nguyễn Tuân vẫn luôn là cách sử dụng từ ngữ chính xác, độc đáo. Ông huy động hàng loạt các động từ, hò xeo theo từng nhịp lái của ông lái đò, nắm, ghi, phóng, lái, rào, đè. Ông lái đò như một dũng tướng tài ba, điều khiển thuần thục con ngựa bất kham của sóng thác sông Đà. Và chính bằng sự mưu trí tài năng của mình, ông lão đã vượt qua hết các cửa tử, làm cho bọn đá thua cuộc phải bày bộ mặt tiêu nghỉu xanh lè thất vọng. Thiên nhiên thác đá sung, sông đà, hung bạo hiểm độc là thế, nhưng cũng không thể chiến thắng được sức mạnh phi thường của ông lái đò. Một tay lái ra hoa, trí tuệ, một tướng lĩnh thực thụ đã chiến thắng cả thần sông, thần đá nơi đây. Được không ạ? À? Ví dụ như vậy, ở trong cái trùng vi số 2. Thế trùng vi số 2 xong thì mình sẽ phải nhanh chóng đến với gì nhỉ? Mình sẽ phải nhanh chóng đến với trùng vi số 3. Thấy không ạ? À? Thì trùng vi số 3 của chúng mình ở đây là gì nhỉ? Trùng vi số 3 ở đây là gì đây ạ? À? Đây, một cái câu để kết nối nhá. Thế nhưng có lẽ sự hiểm ác nhất của con sông đà lại tập trung hết cả ở trùng vi cuối cùng. Được không ạ? À? Không những ít cửa hơn mà bên phải bên trái đều là luồng chết cả luồng sống thì lại nằm ngay giữa bọn đá hậu vệ bốn năm bọn thủy quân nước cửa ải bên bờ trái xô ra níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử con sông ngày càng mưu mô hiểm ác muốn dồn con người đến chỗ chết sự hiểm ác của thác đó đã được nhà văn miêu tả trong hình ảnh ẩn dụ tài hoa về cánh cổng đá cánh mở cánh kép đó là cả một mặt trận đá trùng điệp trong đó. Bức tường phòng ngự vững chắc nhất của lũ đá hậu vệ kết hợp với những mũi tấn công ào ạt à tới tấp không ngừng nghỉ của sóng dữ Và nhiệm vụ của ông đò bây giờ là phải phóng thẳng thuyền, chọc thủng một luồng sinh duy nhất ở giữa bọn đá hậu vệ đang chấn giữ. Và trong khoảnh khắc cánh cổng đá mở giữa những đợt sóng thác dữ sội, có lẽ ngay lúc này đây, tay lái chèo của ông lái đò đã thực sự là một tay lái xa hoa không bằng nhiều từ ngữ câu văn. Hình ảnh con thuyền vút qua khe hẹp được miêu tả trong câu văn ngắn mà bản thân cách ngắt câu. Sự kết hợp giữa những động từ và danh từ nối tiếp vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, cửa trong cùng đã thể hiện sự điêu luyện và khéo léo cũng như sức mạnh của ông đó và tốc độ phi thường của con thuyền. Dưới bàn tay vừa lái vừa xuyên vừa lượn của ông đò không chỉ như một mũi tên tre mà còn được gợi tả tinh tế qua làn hơi nước mà con thuyền xuyên qua. Con thuyền không còn lướt trên mặt nước mà thực sự đã bay trong làn hơi nước trên mặt sóng. Và tài năng của ông đò khi ấy đã bao hàm cả trí tuệ, cả sự trải nghiệm, cả sức mạnh thể lực, trình độ điêu luyện và bản lĩnh kiên cường. Tất cả đều đạt tới mức phi phàm kỳ diệu. Vậy là cuối cùng, bằng tất cả tài hoa trí lực và sự dũng mãnh của mình, ông lái đò đã chiến thắng được con sông Đà hiểm độc. Được không ạ? Các bạn ơi thì các bạn có thể thấy ở đây là về cái cấu trúc ấy, chị Hiên chia thì các bạn có thể thấy là chị đi từ gì đây? À, chị chia ra, trước tiên đó chính là xét về vẻ đẹp trí dũng thì mình có là tương quan lực lượng sau đó mình nói về trùng vi thứ hai sau đó mình nói về trùng vi thứ ba và sau khi nói xong về trùng vi thứ hai trùng vi thứ ba xong thì mình sẽ nói về gì ạ à thì mình sẽ nói về cái nội dung này đó chính là cái vẻ đẹp gì ạ tài hoa nghệ sĩ được chưa nào chúng ta sẽ có vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ nhá đây là một cái đề bài không quá khó với các bạn thế nhưng nói thật lòng là nếu như các bạn không yêu sông đà và các bạn không hiểu về sông đà thì các bạn cũng rất khó để làm và các bạn sẽ dễ bị rơi vào một cái trường hợp là chúng ta một lần nữa kể lại cái tùy bút đó và bản thân chị cho rằng đó là một cái điều rất là nguy hiểm được không ạ à? nếu như bây giờ mà chúng mình lại kể lại cái tùy bút đó thì chị cho rằng đấy là một trong những cái điều rất là nguy hiểm đấy ạ ok chưa ạ à? thế nên là các bạn sẽ chú ý nhá các bạn sẽ chú ý là chúng ta cần phải hiểu kiến thức này được không ạ? Các bạn cần phải hiểu kiến thức nền, các bạn xin thêm một bài văn, hai bài văn, ba bài văn nó không giải quyết cái vấn đề gì nhiều cả. Cái cốt lõi là các bạn phải nắm được kiến thức nền và các bạn phải biết được phương pháp làm. Khi các bạn đã sở hữu những cái thứ đó trong tay thì việc viết một bài văn nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vậy nên chị nhắc lại là chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi là sẽ chính thức kết thúc cái ưu đãi đăng ký khóa học 10 ngày rồi. Trong những ngày vừa qua những bạn nào đã quan tâm nhưng mà mới chỉ là một cái sự quan tâm hời hợt Thì các em hãy nhắn tin về ngay để được tư vấn khóa học 10 ngày Nếu như cảm thấy phù hợp thì hãy đăng ký ngay và luôn Đôi khi lỡ hẹn một giờ ngày sau muốn gặp phải chờ đúng tròn một năm đấy ạ Đến lúc đấy một năm sau mới lại bảo chị Yên ơi cho em đăng ký khóa học 10 ngày thì thôi Chợt nhận ra là ồ là một cái bạn 2 k năm cũ à Được không ạ? Thế nên là các bạn ơi nếu như đã quan tâm thì hãy tìm hiểu đi Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái vẻ đẹp tiếp theo Với cái đoạn tiếp theo nhá Trí tuệ, khéo léo, dũng cảm và mạnh mẽ Ông lái đỏ đã thể hiện rõ vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ Và trí dũng phi thường khi cùng vượt qua gành thác Bao giờ cũng dễ giữ thế chủ động để tìm cho mình một cửa sinh duy nhất giữa bát ngát, trận đồ cửa tử của những trùng vi thạch trận hiểm ác và dữ dằn. Khi không bao giờ cho phép mình trùn bước sợ hãi, hay sai lầm dẫu chỉ trong khoảnh khắc, khi luôn có thể trình diễn nghệ thuật lái đò điêu luyện của một tay lái xa hoa. Và ông lái đò đến với dòng sông Đà không chỉ là một kẻ thù số một, mà với ông, đó còn là một người bạn lắm chứng lắm tật và hiểu rõ bạn của mình. Nên sau những phút giây giận dỗi, họ lại trở lại với nhau như một người cố chi. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái vẻ đẹp tài hoa đầu tiên của ông lái đò sẽ được thể hiện qua chính cái việc công việc của ấy làm ông ấy làm thường ngày. Cái cách ông ấy trèo lái một con thuyền nó rất là ngoạn mục Nó giống như là một người nghệ sĩ á Ông ấy giống như một cái người nghệ sĩ trong chính nghề nghiệp của mình á Đó là cái khẳng định đầu tiên về cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ này Nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta thấy là có một cái nội dung tiếp theo Đến khúc sông Hiền Hòa Ông lái đò lại buông xuôi mái trèo để hòa mình trong không khí êm đềm thơ mộng Nghe âm vang tiếng vọng của lòng nhau sau khi chiến thắng thiên nhiên hung bạo, người lái đò lại đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm lam và bàn tán về cá anh vũ cá sầm xanh chả thấy ai bàn thêm một lời nào về chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tọn bởi đối với họ đây không phải là cuộc chiến vĩ đại đây là những điều bình thường họ đã trải qua trong công việc lao động của mình tiếp nhận những điều phi thường bằng một tâm thế bình thường đó là tâm hồn của một cao nhân đồng thời cũng là một tao nhân thái độ bình thản ấy càng đậm tô thêm tầm vóc lớn lao của những con người anh hùng trong cuộc sống đời thường. Khi họ coi công việc chiến đấu và chiến thắng sông đà dữ dội hiểm ác, việc dành sự sống từ những cửa tử của gành thác sông chỉ là chuyện thường ngày. Và từ đó có thể thấy, qua đoạn trích được đề cập, ta nhìn ra hình ảnh của một ông lái đò vừa trí sũng, vừa tài hoa, vừa bình dị, vừa đời thường. Xây dựng hình thành công hình tượng ông lái đò nguyễn tuân đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình khi tìm ra chất vàng mười nơi con người tây bắc hình ảnh ông lái đò nói riêng chính là sự kế thừa và hoàn thiện cho phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân một lối viết tài hoa tài tử của một người nghệ sĩ ưa chơi độc tấu cách nhìn sự vật ở phương diện thẩm mỹ nhìn con người ở phương diện anh hùng nghệ sĩ đã kết hợp hài hòa với cái nhìn đầy thận trọng trân trọng thương yêu với những vẻ đẹp dù bình dị đơn sơ nhất xong cũng chính vì thế mà khỏe khoắn và tự nhiên nhất của cuộc sống được không ạ à? sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cái yêu cầu phụ nhá đánh giá về cái nhìn của nguyễn tuân đối với con người lao động trong cuộc sống mới thì các bạn có thể thấy là ngay lập tức chị trả lời luôn ở đây đó chính là gì ạ cái nhìn của ông này là cái nhìn phát hiện ngợi ca và trân trọng viết theo kiểu này rất dễ để, để chúng ta triển khai mà các bạn có thể thấy là điều quan trọng là nó rõ ràng các em ạ được không ạ à? chị muốn nói ở đây là điều quan trọng đó chính là rõ ràng. Nhá. Ok chưa nào? Điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta thấy được ở đây là cái sự rõ ràng. Ok chưa nào? Trên hành trình khám phá thẩm mỹ, Nguyễn Tuân đã gặp những sự trái khoáy nghịch lý, cái đẹp thì không thật và cái thật thì không đẹp. Nguyễn Đình Thi đã nhận xét như sau: Cách mạng là sự đổi đời đối với Nguyễn Tuân, vì ông ấy thấy cái thật vì ông ấy thấy cái có thật bây giờ đẹp và cái đẹp bây giờ có thật trong cuộc đời cái đoạn này nó hơi dối nhá và các bạn thực sự cần phải tỉnh táo để hiểu được cái nội dung đang được truyền tải nhá ok chưa ạ được không nào trên hành trình khám phá thẩm mỹ nguyễn tuân đã gặp những sự trái khuấy nghịch lý cái đẹp thì không thật và cái thật thì không đẹp nguyễn đình thi đã từng nhận xét như sau cách mạng là sự đổi đời đối với nguyễn tuân vì ông thấy cái có thật bây giờ đẹp và cái đẹp bây giờ có thật trong cuộc đời và sau cách mạng thì nguyễn tuân đã hướng con mắt của mình về những vẻ đẹp trong cuộc sống mà đối tượng trước hết là con người ông đã tìm thấy vẻ đẹp trong chính những con người lao động bình dị và cái nhìn của ông về con người lao động trong cuộc sống mới là cái nhìn phát hiện ngợi ca và trân trọng ông đi sâu tìm hiểu rõ không chỉ là về ngoại hình về công việc mà đó là phẩm chất con người hình thành phát triển về nghề nghiệp của mình. Họ có thể là những con người nhỏ bé vô danh, nhưng họ luôn nỗ lực hết sức để góp công vào quá trình kiến thiết đất nước. Cảnh vượt thác sông Đà có lẽ chính là một trong những kiệt tác nghệ thuật trong cuộc đời sáng tác của Nguyễn Tuân. Và khi ông chăm chú theo dõi hành trình vượt thác của ông lái đò khi dạ? à, khi chăm chú theo dõi hành trình vượt thác của ông lái đò, ta sẽ thấy ngay sự tương đồng đặc biệt trong vẻ đẹp của con người lao động trong các tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn điêu luyện tinh vi thuần thục như thế. Nếu ông lái đò là nghệ nhân vượt thác thì ông líu trong giò lụa là người nghệ sĩ dã giò, đúng không ạ? Và quả thật phải am hiểu và nhiều kinh nghiệm lắm thì những người lao động gì ạ dạ? thì thì những người lao động mới đạt được đến cái trình độ nghệ sĩ trong chính nghề nghiệp của mình và cũng phải khẳng định một điều là chính nguyễn tuân đã trở thành môn đệ trung thành của nghệ thuật là người sinh ra để tôn thờ nghệ thuật với hai chữ viết hoa và để làm chủ những tài hoa uyên bác cả những ngông nghênh kiêu bạc của mình nữa được không ạ à? nhận xét đánh giá thêm về tài năng của nguyễn tuân và cuối cùng mình sẽ có một cái phần kết ở đây được không ạ à? khép lại trang viết của nguyễn tuân dường như vùng đất tây bắc đã để lại trong chúng ta thật nhiều thương nhớ Ông lái đò trong tùy bút người lái đò sông Đà được ví như thả thứ vàng 10. Nguyễn Tuân khẳng định đã qua thử lửa. Cũng từ đây, Nguyễn Tuân cho thấy một chủ nghĩa anh hùng trong công cuộc ạ? À? thấy chủ nghĩa anh hùng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Càng khám phá văn chương Nguyễn Tuân nói chung và người lái đò sông Đà nói riêng, ta càng thấm thía hơn lời nhận định của tác giả Anh Đức về người nghệ sĩ tài năng này. Thì đây là một cái cách kết mà có sử dụng nhận định các em nhé. Chị nhắc lại, đây là một cái cách kết có sử dụng nhận định. Không biết chừng nào mới lại có một nhà văn như thế Một nhà văn khi ta gọi là một bậc thầy ngôn từ Ta không hề thấy ngại ngụy miệng Một nhà văn độc đáo vô song Mà mỗi dòng mỗi chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều Như có đóng một dấu chuyện riêng Đó ok không Các bạn ơi các bạn muốn xin tài liệu những buổi trước Thì các em có thể chủ động nhắn tin về fanpage Các anh chị admin sẽ chủ động gửi cho các bạn nhé Ok chưa ạ Sẽ hỗ trợ để gửi cho các bạn những cái buổi trước nhá và buổi cả ngày hôm nay nữa nếu như các bạn đang cần cái bài này thì các bạn cũng có thể chủ động nhắn tin về thế nhưng mà đừng quên việc chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này. Được chưa ạ? À? Đừng quên việc chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này. Ok không nào? Và các em ơi ngày hôm nay thì cái đề bài ở đây là một cái đề bài mà chị đánh giá là với cái mức là khá là đơn giản đối với chúng ta, không quá khó đâu. Cái điều quan trọng là các bạn nắm được kiến thức nền, phương pháp làm bài và sử dụng thuần thục về cái ngôn từ của mình để đưa nó vào trong cái trang viết thôi ngày mai thì chị Hiên dự định là một là sẽ chữa một đề về vợ chồng a phủ hai là sẽ chữa một đề về vợ nhặt thì không biết là các bạn vốt đề nào mai các bạn muốn chị Hiên chữa về đề gì vợ chồng a phủ hay là vợ nhặt đây ạ à? mai các bạn muốn chị Hiên chữa vợ chồng a phủ hay là vợ nhặt nào mai các bạn hiện các bạn muốn chị Hiên chữa vợ chồng a phủ hay là vợ nhặt ạ à? nào vợ nhặt à ok cụ thể là các bạn muốn chia sẻ về nhân vật nào nhân vật chàng với diễn biến tâm lý của buổi sáng hôm sau à à đấy ui rồi đang đấu tranh rồi đây này tôi chết rồi mới nêu ra có hai tác phẩm thôi mà đã đang đấu tranh rồi đây này nhưng mà chị thì chị đang thấy là tỷ lệ vợ nhặt nhiều hơn đấy thế nên có lẽ là chắc là chị sẽ chữa một đề về về vợ nhặt đấy các bạn ạ à? bởi vì chị thấy là tỷ lệ về vợ nhặt nhiều hơn bà cụ tứ à ok luôn có gì đâu ok à người thì chàng sáng hôm sau người thì bà cụ tứ người thì mẹ chàng thế mẹ chàng với bà cụ tứ có phải là một không <laughs> à, thế mẹ chàng với bà cụ tứ có phải là một không <laughs> Ôi dồi ôi lại còn nhân vật chàng lại chàng CH hát kia kiểu... kìa rồi hằng phương ơi chị ngất nhá chị ngất chị ngất nhá hằng phương nhá nhân vật chàng mà chàng lại còn CH hát nữa, thì không biết là nhân vật nào à rồi ok nhất trí nhất trí được không ạ à? nhất trí nhá Ok ạ, à, nhất trí <laughs> Xin lỗi à, tưởng xin lỗi là xong à Hả, tưởng xin lỗi là xong à Thôi không sao, cứ vào khóa học 10 ngày đi Chị Hiên sẽ giúp Hằng Phương Không có cái chuyện viết sai, viết đúng nữa Mà chắc chắn là sẽ viết đúng Rồi, được không ạ à? Thế thì trong cái tiến trình thì chắc là Ngày mai nhá, chúng ta sẽ có Một cái buổi chữa đề nữa, và chị nhắc lại đấy Đấy là cái khóa học 10 ngày Thì chị sẽ chỉ còn ưu đãi trong hôm nay Và ngày mai nữa thôi Thế nên thành ra là chị rất là mong là các bạn sẽ trân trọng cái cơ hội này để chúng ta có thêm được một cái cơ hội đồng hành cùng với nhau trong một cái khóa học cuối cùng trước khi các bạn thi để cùng đột phá, bứt phá cái số điểm văn trong giai đoạn cuối này, tút lại toàn bộ kiến thức để các em chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cả về kiến thức, cả về tinh thần để chúng ta bước vào một cái kỳ thi rất quan trọng, một cái bài thi, một cái bài viết văn rất quan trọng được không ạ? À? Nhá, nhất trí là như thế nhá. U bầm tía rồi ok Mộc Miên cười tươi quá <cười> Mộc Miên cười tươi quá Trời ạ à. Đấy chị cũng mong là sau này thì các bạn sẽ cười tươi như thế nhá Sau khi các em đã hoàn thành xong Cái bài thi văn này cũng như là những cái bài thi các môn khác của mình Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Thì các bạn trong lớp của mình sẽ cười thật là tươi Giống như Mộc Miên vừa cười tươi ơi là tươi Trong phần comment ngày hôm nay Được không ạ à? Huyền Thương ơi em nhắn tin về Pết luôn nhá Em nhắn tin về page luôn cho chị đi nhá, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Được chưa nào? Và chị sẽ hẹn chúng mình trong buổi ngày mai và chắc chắn là cũng sẽ hẹn các bạn ở trong khóa học 10 ngày. Lại anh cu chàng CH Minh Khanh. Này mấy đứa này trêu chị hả? Có thích chàng CH không? Có thích chàng CH không hả? Hả thích chàng CH không? Rồi. Ok. Đức Hiếu ơi, đây là cũng là cái vấn đề mà chị đã giải thích cho các bạn khá là nhiều lần rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn thấy rằng là um, đầu tháng 6 ấy cũng là một cái giai đoạn chị thấy là các bạn thường dành thời gian cuối để ôn tập môn văn. Chứ nhiều bạn bây giờ thì vẫn học nhưng mà kiểu vẫn chưa thực sự tập trung được ấy. Thì chị nghĩ là cái giai đoạn mà cuối tháng 6, đầu tháng 6 nó là một cái giai đoạn mà các bạn sẽ rất là tập trung. Thế nên đấy sẽ là cái thời điểm học văn cực kỳ phù hợp luôn. Chị đã dạy khóa này 5 năm rồi, không phải đây là năm đầu tiên đâu. Nên là chị mong là các bạn hãy đặt niềm tin vào chị giống như cái cách mà các bạn đã đặt niềm tin vào chị bằng việc đang ở đây và theo dõi phần phát trực tiếp này của chị. Được không ạ? À? Nhá, hãy tin vào chị Hiên, chị cũng rất tin các bạn thì chị cũng mong là các bạn hãy tin chị. Được không? Ok không nào? Nhá, thế nhá, được chưa ạ? Rồi, thế thì trên tinh thần như vậy nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ à, cùng à, nói lời chào tạm biệt với nhau thôi. Và chị Hiên sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp ngày mai nhé. Nhớ nhắn tin để tìm hiểu khóa học 10 ngày nha. Bye bye. Cảm ơn các em.